là những cái không đúng mà gọi là ở trên sẽ sắp xếp lại để mà làm tan đi tất cả những cái độc tài, những cái hung ác, những cái bất công. Và đồng thời hồi xưa thì cái trên trời cũng có một thời khi xuống thế gian, thì nó xuống thế gian trên 57.000 năm rồi mấy vị nói, chỉ có nguyện thời trái đất này còn sự bất công thì Kiệt sẽ không thành Phật. Những người tu đạo Phật, những Phật tử rất là muốn thành Phật, nhưng mà Kiệt có lời nguyện đó, cho tới hôm nay Kiệt vẫn còn lòng vòng như thế này. Cho nên Kiệt ráng lên đây Kiệt nói một lần chót, vì kiếp này kiếp cuối cùng của Kiệt ở thế gian. Kiệt nên quý vị đọc kinh Địa Mẫu, trong đó mẹ có nói về Kiệt. Khi Đức Phật ra đời, tất cả những cái chế độ ác, những cái mà tham sân si sẽ không còn nữa. Con người sống rất là cực kỳ vào một cái thời đại văn minh và thông minh, cho nên chỉ có tình thương và đoàn kết để mà đưa trái đất này trở lại màu xanh. Không có cái chuyện mà đi lên Bắc Cực để mà phá băng tuyết để cho mình làm hôm nay khí hậu của vùng này 90 độ, và tất cả khí hậu khắp trên thế giới ở bên Âu Châu, bên Anh đang lửa đốt, còn bên Mỹ hồi 2 năm trước cũng lửa cháy gần hết Cali rồi lũ lụt. Mình nhìn lại thiên tai địa chấn và năm thứ nè. Bây giờ quý vị có tin Kiệt chưa? Kiệt hỏi thật, nếu tin thì Kiệt tiếp tục lên những cái clip nữa, nếu không tin thì chắc Kiệt không lên. Mà Kiệt đã nói hết ý hết lời, chỉ cần Kiệt xuất hiện thôi để chứng minh sấm cơ là thật. Và đồng thời cũng khuyên nhủ quý vị để mà quay đầu về với tâm linh, về với cái hiền để mà mình được tồn tại. Vì mình rất là khó, mình để mà qua được 2 cái mùa của Covid này mình không phải là dễ, và là nó sẽ còn tiếp tục những cái khó khăn khác nữa. Mỗi ngày mình có nhiều cái thử thách. Bây giờ mình qua đến phần thử thách về tài chánh, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, nó cũng là một cái hạn đó. Ngày xưa